Beckham khóc khi Messi đồng ý đến Inter Miami. Đồng sở hữu của Inter Miami tiết lộ về quá trình chiêu mộ thành công Lionel Messi ở mùa giải năm ngoái. Tôi và vợ đang ở Nhật Bản vào thời điểm Messi công bố tin đến Inter Miami, David Beckham tiết lộ trên chương trình The Life of My Home 23 tháng 3. Lúc đó khoảng 4 hay 5 giờ sáng và điện thoại tôi liên tục nhảy thông báo. Victoria, vợ Beckham, phóng viên, bảo tôi tắt điện thoại đi. Tôi cầm điện thoại và thấy tin Messi công bố việc đến Inter Miami. Tôi ngồi xuống giường và bắt đầu khóc. Vợ tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy hỏi, chuyện gì vậy? Ai vừa qua đời hay sao? Cựu danh thủ MU kể lại. Tháng 6 năm ngoái, Messi đồng ý gia nhập Inter Miami sau khi hết hạn hợp đồng với PSG. Beckham tiết lộ quá trình thương thảo giữa các ông chủ Inter Miami và gia đình Messi bắt đầu từ tận năm 2018, thời điểm câu lạc bộ của Mỹ còn chưa thành lập. Beckham tiết lộ mình và George, cổ đông khác tại Inter Miami, phải trốn trong một khách sạn để thương thảo với cha của Messi. Tôi nói với George rằng anh và vợ phải đến sân bay ngay lập tức. Tôi không tin chúng ta ký được với Messi cho đến khi cậu ta đặt chân xuống sân bay ở Florida, Beckham tiết lộ thêm. Beckham và các ông chủ Inter Miami có tham vọng nâng tầm câu lạc bộ. Messi được kỳ vọng tạo ra sức hút lớn cho đội bóng chủ quản và giải nhà nghề Mỹ, MLS. Thực tế, mọi chuyện đang diễn ra đúng hướng với Beckham và các cộng sự.